Các đơn vị địa phương, đặc biệt là ngành y tế cần đánh giá, phân tích đúng tình hình dịch, chủ động phối hợp để xử lý triệt để và kịp thời các ổ dịch có nguy cơ cao. Đó là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành, quận huyện vào cuối giờ chiều qua ngày 16 tháng 12. Các ý kiến tại cuộc họp đặc biệt quan tâm đến số ca có khả năng lây cho cộng đồng. Riêng hôm qua ngày 16 tháng 12 đã ghi nhận 140 trên 212 ca nguy cơ cao. Một số chuỗi lây nhiễm được ghi nhận là điểm nóng tiếp tục là công ty Matrix 9 ca, công ty Mabuchi 7 ca. Ngành y tế thành phố cũng cho biết hiện nay việc khám xét nghiệm cho các trường hợp có dấu hiệu tại các cơ sở y tế còn chậm. Đề nghị tăng cường truyền thông để người dân nắm bắt và liên hệ kịp thời. Nhiều ý kiến cũng cho rằng các cơ quan, đơn vị cần rà soát lại phương án phòng chống dịch, có sự phối hợp với ngành y tế địa phương để triển khai các giải pháp sát với thực tế, tránh việc bị động lơ là. Các doanh nghiệp cũng cần quản lý chặt người lao động, nhất là với các nhóm công nhân mới quay trở lại làm việc. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh, các địa phương lưu ý đến các ổ dịch tại quận Sơn Trà và quận Liên Chiểu, vì đây là những chuỗi liên quan đến các khu công nghiệp, với số ca tăng cao có đặc điểm như thời gian qua. Đề nghị hai địa phương trên cũng như các doanh nghiệp phải chủ động rà soát, đánh giá đúng tình hình dịch bệnh, có phương án chuyên sâu để kiểm soát dịch, sớm thực hiện khoanh vùng, tầm soát các nhóm đối tượng nguy cơ, không để các ổ dịch bùng phát. Tôi cũng rất là đồng tình cái ý kiến của ban khu công nghiệp là chúng ta xử lý theo cái cách là vừa đảm bảo sản xuất và một cái cách của các anh chị là xét nghiệm 2 ngày một lần hoặc là thậm chí đến bây giờ là 1 ngày một lần. Thì đó là một cái cách mà chúng ta tiếp cận để có thể thích ứng vừa sản xuất và vừa thực hiện ba tại chỗ. Tuy nhiên tôi đề nghị là chúng ta vẫn phải gắn một cái đuôi là cách ly. Tức là tôi dùng từ cách ly, tức là cách ly xét nghiệm bao giờ nó cũng phải đi đâu với nhau hết. Chứ không phải là chúng ta chỉ dùng một cái cách tiếp cận là xét nghiệm không thì sẽ rất là khó. Và cách ly là như thế nào? Cách ly là về mặt chuyên môn là phân xưởng với nhau này, rồi là cái cách thức về mặt giãn cách này. Thì nó có nhiều, chứ nếu như chúng ta chỉ dựa vào một công cụ là xét nghiệm để chúng ta cứ hàng ngày làm xét nghiệm thì tôi e là nó cũng phải chưa toàn diện. Thì cái này là cái mà ban quản lý cũng như phía ngành y tế cũng phối hợp để mà chúng ta có cái xử lý các cái ổ dịch ở các khu công nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và cung ứng các túi thuốc điều trị để người dân sớm tiếp cận với tiêu chí an toàn, chất lượng, giá cả phù hợp. Yêu cầu ngành y tế sớm tổng kết đánh giá việc điều trị F0 tại nhà, từ đó tham mưu đề xuất triển khai công tác điều trị trên diện rộng, tiếp tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch tiêm chủng, nhất là tiêm nhắc lại mũi 3 cho lực lượng tuyến đầu thời gian đến.